Xin kính chào quý vị khán giả. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của thời cuộc, sự khắc nghiệt của thời gian, thế nhưng những công trình kiến trúc Pháp mang dấu ấn Đông Dương vẫn còn trường tồn mãi trên mảnh đất của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Và điều chân quý hơn thế là ẩn sau mỗi công trình, đó là cả một câu chuyện dài của văn hóa, của lịch sử. Chương trình Hà Nội của chúng ta ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy và đầy cầu kỳ của trường Đại học Đông Dương cũ, nay là Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, tại địa chỉ 19 phố Lê Thánh Tông. Và hãy cùng ngược dòng thời gian để đi tìm về với những câu chuyện xưa. Ấn tượng đầu tiên về ngôi trường thu hút bất cứ ai từng một lần đặt chân đến, đó là dáng vẻ bề thế và lộng lẫy toát lên trong tổng thể của một công trình mang dấu ấn kiến trúc Đông Dương đặc trưng. Năm 1906, toàn quyền Đông Dương quyết định thành lập trường Đại học Đông Dương, đặt trụ sở tại số 19 phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công trình do kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp Ernest Herbret thiết kế và hiện nay vẫn được xem là một trong những công trình lớn mang phong cách Đông Dương tiêu biểu của Hà Nội còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay. Ít lâu sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, người đã chú trọng tới công tác giáo dục, bồi dưỡng trí thức. Từ nền móng của trường Đại học Đông Dương tại địa chỉ số 19 phố Lê Thánh Tông, người đã thành lập một ngôi trường mới với tên gọi Đại học Quốc gia Việt Nam. Đây là hình ảnh buổi lễ khai giảng đầu tiên ngày 15 tháng 11 năm 1945 có sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn đây là quyết định cử các cán bộ giảng dạy đầu tiên của Đại học Quốc gia Việt Nam. Thật bất ngờ khi nhìn lại bản quyết định này, lịch sử mới lại biết thêm về một người thầy giáo lịch sử, một vị đại tướng kính yêu của dân tộc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lại đã từng là một giảng viên khoa kinh tế. Thời hòa bình lập lại, năm 1956, theo quyết định của chính phủ, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập trên cơ sở kế thừa từ Trường Đại học Quốc gia Việt Nam. Khi ấy, giáo sư Nguyễn Như Con Tum giữ chức hiệu trưởng, giáo sư toán học Lê Văn Thiêm giữ chức phó hiệu trưởng kiêm bí thư đảng ủy. Cũng giống như các ngôi trường đại học khác, nơi đây cũng có những hội trường rộng thênh thang dành cho giảng viên, sinh viên. Nhưng khác biệt, hội trường không đánh theo số thứ tự hay bảng chữ cái thông thường, mà nó lại được đặt theo tên của hai danh nhân, đó là vị hiệu trưởng và hiệu phó đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp cũ, giáo sư Nguyễn Như Con Tum và giáo sư Lê Văn Thiêm. Việc đặt tên không chỉ để thể hiện sự kính trọng và biết ơn của thế hệ đi sau với những người đi trước, mà nó còn như một lời nhắc nhở về truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của lớp lớp thế hệ những giảng viên và sinh viên của nhà trường. Vẫn khu giảng đường quen thuộc năm nào, vẫn màu sơn ấy, vẫn vẹn nguyên những khung cảnh đã quá đỗi thân thuộc. Nhưng người thầy giáo năm nào nay đã trở thành một lão ông ở độ tuổi xưa nay hiếm. Gặp ông, lũ sinh viên đáng tuổi cháu chắt lẽ ra phải kính cẩn gọi bằng cụ.
Nhưng ông bảo làm cái nghề giáo, lãi một cái là tuổi này rồi vẫn được gọi bằng thầy, xưng em. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với mái trường này, thầy giáo Phạm Hữu Giật vẫn tự hào khi mình là một trong số ít cán bộ giảng viên của nhà trường đã trải qua hết lần lượt từng chức vụ. Mà ở đâu, ở vị trí nào, ông cũng để lại ấn tượng về một bậc trí thức anh minh, người lãnh đạo cốt cán đầy tâm huyết. Khi thoát ly gia đình, ra đi đã ngẩng cao đầu. Nay lá rụng về cội, nhìn về làng quê, đầu vẫn ngẩng cao, lòng đầy tự hào. Nào có mấy người sống đến chừng ấy tuổi như ông đã có thể sảng khoái thốt lên điều ấy. Và mái trường đại học tổng hợp xưa, nơi ông đã từng giữ trọng trách cao nhất, hiệu trưởng, cũng có thể coi như là nơi làng quê ấy để ông hãnh diện đầu ngẩng cao. Với một cái khoảng thời gian gắn bó với trường lâu như vậy thì chắc hẳn là thầy vẫn còn nhớ rất là nhiều những kỷ niệm tại ngôi trường này được không ạ? Hơn nửa thế kỷ gắn bó với đại học tổng hợp rồi. Do đó cho nên có rất nhiều những cái cảm xúc, những cảm tưởng. Hôm nay tôi may mắn đứng ở đây thì chính cái chỗ tôi đứng đấy đó. Hồi tôi học ở trường và tôi là làm việc ở trường chính là cái nơi mà Bác Hồ tiếp như thế tới như là chủ tịch đoàn Xô Viết cầu cao Liên Xô là nguyên soái Vorosilov, cũng chính tại đây Bác Hồ chúng ta đã tiếp tổng thống của Indonesia là Sukarno, cũng chính tại đây Bác Hồ đã tiếp tổng thống là Ấn Độ là Prasad. Vậy thì do đó cho nên chỉ là hồi ấy là thầy giáo là học sinh là náo nức là chờ đón lắng nghe những cái lời nói, những cái phát biểu của là Bác Hồ và của các vị lãnh đạo đảng nhà nước mà đến thăm chúng ta. Tôi là học ở trường và là ở trường có được một vinh dự lớn là trường Đại học Tổng hợp Hà Nội là cái trường đầu ngành và trọng điểm của cái nền giáo dục cách mạng của chúng ta. Ở đây có rất nhiều những cái thầy giáo giỏi. Trường Đại học Tổng hợp với tất cả trường đầu ngành trọng điểm là cái trường dương cao cái ngọn cờ khoa học, không những bên thầy giáo mà bên sinh viên cũng cần phong trào nghiên cứu khoa học rất là sôi nổi. Và ở đây nữa như thế cũng phong trào rèn luyện huấn luyện quân sự, rèn luyện tổng quân nhập quân. Và tôi rất là làm cảm động và thấy những cái buổi tuyển quân lên đường, các chiến sĩ lên đường có những cái buổi tuyển quân một tiếng nữa rất là cảm động. Tiếng nữa là giáo sư Lê Anh Xuân vào trận đấu ở miền Nam. Trong những cái buổi tuyển quân như thế, sinh viên có sự chích máu ở đến cái bàn tay của mình, ở ngón tay của mình để mà viết quyết tâm thư gửi lên là hiệu trưởng và là bí thư đảng ủy của nhà trường tình nguyện là rơi ghế nhà trường vào Nam để mà trận đấu. Và bây giờ thì thầy có những cái lời khuyên, những lời nhắn nhủ như thế nào với giảng viên, với sinh viên của ngôi trường bây giờ thì là Trường Đại học Quốc gia Hà Nội ạ? Thầy giáo học sinh trường này là phải thấy cái vinh dự, cái tự hào rằng mình là thầy giáo, rằng mình là sinh viên của trường này. Đã vào trường này thì là phải rèn luyện mà là phải đi hai chân. Một chân là kiến thức cơ bản và một chân là phương pháp, nhất là phương pháp nghiên cứu hiện đại. Học nhưng mà phải biết biến hóa. Đấy. Này, biến cái mình học thành cái của mình, nghĩa là biến cái quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Bằng cấp là quan trọng nhưng vấn đề là trí thức trong cái học tập nghiên cứu sáng tạo ấy, là phải phục vụ những cái đó, phải lấy những cái tiêu chí là cái tác phẩm nào công trình nào phục vụ tốt nhất cho người Việt Nam thì đấy chính là tiêu chuẩn là quốc tế. Con xin được cảm ơn thầy về cuộc trò chuyện ngày hôm nay và cũng xin được kính chúc thầy sẽ luôn luôn có được một sức khỏe thật là dồi dào, một trí tuệ tinh anh ạ. Cũng bởi mang trong mình niềm tự hào là sinh viên của một ngôi trường danh tiếng, nên lớp lớp thế hệ sinh viên của nhà trường đã luôn ý thức được trọng trách. Đó là học để phụng sự Tổ quốc, dân tộc. Từ mái trường Đại học Văn khoa, rồi Đại học Tổng hợp, những lớp sinh viên khóa đầu tiên của nhà trường, nay mái đầu đã điểm bạc, nhưng vẫn là những giáo sư, tiến sĩ, học giả đầu ngành trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
hồi sinh viên ấy, là được bước vào một cái giảng đường như thế này là rụt rè lắm. Ngay bước mấy cái bậc ở ngoài thềm vào đến đây được ngồi nghe là rụt rè lắm. Đến khi mình trở thành sinh viên ấy, thì thấy vinh dự lắm. Và cái đó nó đi cùng với cái việc là thấy cái nhiệm vụ mình phải học như thế nào. Cái khóa đầu thì sinh viên có ba cái nguồn. Một, tức là nguồn sinh viên từ kháng chiến về. Hai là nguồn sinh viên ở Hà Nội, Đại học Hà Nội. Và ba là nguồn sinh viên từ miền Nam tập kết ra. Thế thì trình độ có chênh lệch nhau một chút, nhưng khi vào đây nó hòa đồng lại thành một cái khối thì rất là thân thiết với nhau. Các thầy đều là các cái bậc mà có thể nói là tài cao đức trọng. Những cái bậc thầy thì như là ta có thể kể tên và bây giờ trở thành các vị nổi tiếng cả. Thầy Trần Văn Dầu, thầy Đặng Thái Mai, thầy Đào Duy Anh, thầy Trần Đức Thảo, nhiều lắm. Các thầy đó là tức là tập hợp ba cái nền văn hóa lớn. Một là cái văn hóa phương Đông, nó tạo nên một cái nhân cách nói năng đi đứng đối xử mọi thứ nó rất là mẫu mực. Và cái thứ ba đó là cái tinh thần dân tộc. Các thầy về theo cái tiếng gọi của Tổ quốc, với cái tấm gương của các thầy thì thấy rằng đã vào đây là phải đi theo con đường khoa học và phải noi gương các thầy để trở thành các nhà khoa học. Với tầm nhìn chiến lược, Đảng và Nhà nước ta đã xác định giáo dục và khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu. Theo phương châm đó, ngày 14 tháng 1 năm 1993, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 7 đã ra nghị quyết, trong đó chỉ rõ nhiệm vụ xây dựng một số trường đại học trọng điểm quốc gia để làm đầu tàu và nòng cột cho giáo dục đại học nước nhà. Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập với vai trò và sứ mệnh đó. Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại 3 trường đại học lớn ở Hà Nội: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 và Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội theo Nghị định số 97CP ngày 10 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ. Mặc dù vị trí của công trình kiến trúc Đông Dương này thuộc về tuyến phố Lê Thánh Tông, thế nhưng nơi mà chúng ta có thể quan sát rõ nhất vị trí của nó, kiến trúc của nó lại thuộc về điểm cuối của tuyến phố Lý Thường Kiệt. Hiện nay trên mặt chính của công trình vẫn còn biển tên gọi Đại học Tổng hợp Hà Nội. Thế nhưng khi mà chúng ta đi check sang phía bên này thì đã có một biển tên khác, đó là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Như vậy có thể hiểu rằng Đại học Tổng hợp Hà Nội là tên gọi cũ và hiện nay đã thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự thay đổi tên gọi này thực ra chỉ để phù hợp với từng giai đoạn phát triển giáo dục của đất nước. Thế nhưng, mái trường 19 Lê Thánh Tông thì vẫn mãi được xem là một biểu tượng về giáo dục tri thức của thời đại. Và nơi đây, biết bao nhiêu những lớp cán bộ, giảng viên, sinh viên xuất sắc của nhà trường vẫn mãi mãi được lịch sử nhắc nhớ.
khuôn viên trường Đại học Tổng hợp, nay là Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện vẫn là nơi học tập, nghiên cứu của các sinh viên khoa hóa và vẫn giữ nguyên nét đẹp trường tồn qua thời gian. Theo số liệu của QS 2014 cập nhật tháng 5, ngày 15 tháng 5 năm 2014, thì Đại học Quốc gia Hà Nội đã xếp hạng thuộc nhóm 161-170 Đại học hàng đầu châu Á, tăng 40 bậc so với năm 2013. Căn phòng truyền thống này có lẽ còn quá nhỏ để kể hết câu chuyện của lịch sử. Hơn 20 năm tồn tại hay hơn 100 năm truyền thống, đó không hẳn là vấn đề quá quan trọng hay cần phải tranh cãi. Điều quan trọng là ngày mai, rồi lịch sử sẽ viết gì từ ngày hôm nay. Cái hướng của nghiên cứu không chỉ là khoa học, vị khoa học, mà phải lấy thực tiễn, những vấn đề của thực tiễn để xây dựng các cái đề tài, dự án, đề xuất nghiên cứu. Nó phải giải quyết được những sản phẩm và khuyến khích sản phẩm hoàn chỉnh. Và cái sản phẩm này phải có người ứng dụng, là các nhà khoa học phải sống bằng các sản phẩm khoa học. Tổng hợp cũ của Hà Nội thì đã có mặt tại vị trí 19 phố Lê Thánh Tông từ những năm đầu của thế kỷ 20. Mặc dù là con phố này cũng như là những cái con phố kế cận đã có rất là nhiều đổi thay, nhưng mà dường như là công trình này thì vẫn còn cái vẻ đẹp nguyên vẹn từ khi xây dựng cho đến bây giờ. Vậy thì không biết rằng cá nhân kiến trúc sư Nguyễn Quốc Thông thì có ấn tượng gì về địa chỉ 19 phố Lê Thánh Tông ạ? Ấn tượng về kiến trúc thì rất rõ. Mình cảm nhận thấy nó có một cái sự hoành tráng, một cái sự bề thế bên cạnh những cái gì nó rất gần gũi, bề thế bởi cái bố cục rất là đăng đối của nó và cái tỷ lệ nó lớn, nhưng mà gần gũi bởi những cái chi tiết như là cái chữ nho cũ, như là những cái hàng chữ trang trí trên mái, trên mặt tường, như là những mái ngói dốc côn sơn gỗ, hoặc là các cái lớp trồng mái ở trên. Rất là gần gũi với cả người Việt và Nam, với cái văn hóa của Việt Nam, đúng không ạ? Việt Nam. Dạ. Nhưng sâu xa hơn thì nó còn có ý nghĩa tinh thần. Dạ. Nó là nơi mà đào tạo ra những cái trí thức Việt Nam. Đối với những ai đã từng học, họ rất tự hào khi qua đây. Dạ. Họ đã có những kinh nghiệm. Đối với những ai mong muốn học, chắc họ đi qua đây, họ cũng nghĩ họ ước ao có một ngày trở thành sinh viên chẳng hạn, thì nó có cái ý nghĩa ấy nữa. Và chắc chắn ở đây rất nhiều người thành đạt, họ trở về với kỷ niệm. Thì đô thị nó là như vậy, kiến trúc trong thành phố là như thế, vừa là một cái vật chất, cái hình thể kiến trúc, vừa thì có những cái giá trị văn hóa. Như vậy rằng kiến trúc sư người Pháp đã có cái sự nghiên cứu rất là kỹ về kiến trúc của Đông Dương, sau đó thì mới sáng tạo nên một cái công trình mà nó mang vẻ đẹp giao thoa và hài hòa như thế này ạ. Vâng. Vậy phải nói là một kiến trúc sư có tài, đó là kiến trúc sư Ernest Evra, là một kiến trúc sư có tài của nước Pháp sang đấy vào những năm 2023 chính xác thế, và chính ông tạo ra cái phong cách kiến trúc này. Vâng. Và rất nhiều công trình Hà Nội để lại rất là đẹp nhờ cái phong cách kiến trúc này. Vâng. Nó cũng đánh dấu một giai đoạn kiến trúc ở Việt Nam. Dạ. Và có lẽ rằng cái vị trí của trường Đại học Tổng hợp cũ Hà Nội ở 19 Lê Thánh Tông cũng không phải là một cái sự ngẫu nhiên mà người Pháp lại xây dựng một công trình lớn bề thế như thế này tại vị trí này, đúng không ạ? Trong đô thị thì cái vị trí của một công trình là quan trọng.
nó người ta thiết kế cũng có chủ ý, không bao giờ là không có chủ ý. Ví dụ như công trình này là công trình chính, gọi là chính của một cái tổng thể, thì nó chính với tổng thể ở đây là nó chính với phố Lý Thường Kiệt chứ không phải chính với phố Lê Thánh Tông đơn thuần đâu. Nó nằm ở cái phần cái khu người ta chiếm đầu tiên, và từ đây là cái khu gọi là nhượng địa. Và từ đây bắt đầu phát triển thành phố Tây, thành khu phố người Pháp. Cái khu vực này ngày xưa cũng đã là trường học rồi. Đấy, trường học nó ở kiến trúc nó thấp hơn. Và đặc biệt là người ta chọn vị trí này trong năm 25 á, là chính để khép đi một cái trục mà ít khi người ta để ý đến là trục Lý Thường Kiệt. Mặc dù cái nhà này nằm trên con phố Lê Thánh Tông, nhưng mà thực ra cái mặt chính của nó hơi chênh chách hướng về phố Lý Thường Kiệt. Nó khép lại một không gian mà tôi thỉnh thoảng ở Hà Nội đi, tôi rất thú vị. Nó là không gian của học sinh. Và cuối con phố đó, cái không gian đó án ngữ một công trình to nhất, cả kể về khối tích lẫn về vị thế, đó là Đại học Bình Dương. Và dọc con phố đó người ta còn thấy người khác còn trồng những loại cây hết sức đặc trưng cho cái không gian học hành ấy, là cây phượng. Và mặc dù là chúng ta nhìn cái công trình này rất là bề thế, nhưng mà so với cái cảnh quan chung của môi trường, của thiên nhiên, cây cối xung quanh thì ta vẫn thấy cái sự hài hòa. Đó là một cái điều rất là đặc biệt. Đó chính là cái đặc thù của một cái sáng tạo kiến trúc của người Pháp trước đây đấy. Cái đẹp hài hòa mà ta cảm nhận được là do tỷ lệ của cái công trình. Bạn sẽ thấy nó không vượt quá ngọn cây đâu. Dạ. Nó tràn hòa, nó hòa đồng với cái không gian xung quanh. Và chính cái đó người ta gọi là tỷ lệ đô thị, có được nhờ cái tỷ lệ của các công trình chúng hài hòa với nhau, không quá tranh chấp nhau. Công trình nào tốt nhất, bề thế nhất thì nó cao hơn một tí, còn phần lớn là nó nhường lại cái sự độ cao ấy cho công trình chính. Dọc con phố người ta thấy hai bên đều thấp hơn một tí, nhưng không quá thấp để nó không tạo ra một sự tranh chấp, nhưng nó đủ cao để nó án ngữ toàn bộ cái trục đường. Đó là cái cách làm kiến trúc hài hòa nhờ vào tỷ lệ vừa phải so với cảnh quan thiên nhiên. Dạ vâng, xin cảm ơn kiến trúc sư ạ. Cái hồn của một con phố được tạo dựng từ cảnh quan, kiến trúc và những con người sinh sống, và thậm chí là có những con người mới chỉ từng đi qua. Và khi có dịp đi qua đoạn phố này thì quý vị khán giả hãy lưu nhớ rằng có một địa chỉ mà chúng ta rất đáng để dừng chân, để chiêm ngưỡng, đó chính là địa chỉ 19 Lê Thánh Tông, một ngôi trường đại học, một công trình kiến trúc tiêu biểu của thủ đô Hà Nội và là một biểu tượng tri thức của thời đại. Đến đây thì thời lượng của chương trình Hà Nội của chúng ta cũng đã hết. Hy vọng rằng chúng tôi đã mang lại cho quý vị khán giả những thông tin thực sự bổ ích. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.